cao thủ chân tu Diệt Thiên, chương 2976 đến chương 2980. Diệt Thiên tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Bạch Phá Thiên và chín trưởng lão thẩm phán. Anh không hề bất ngờ khi bọn họ phản bội Điện Đế Vương. Tuy nhiên, ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Bất kể có phải trước kia, bọn họ vì bị Diệt Thiên ép buộc nên mới gia nhập Điện Đế Vương hay không. Nhưng bây giờ bọn họ đã thoát ly khỏi Điện Đế Vương, đồng nghĩa đứng về phe đối lập với anh. Đối với những kẻ đã phản bội một lần, anh tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có cơ hội lần thứ hai. Anh Diệt Thiên, Ngô Duyệt Vũ hơ hơ nắm tay, tò mò hỏi, anh chuẩn bị lúc nào đi dạy dỗ đám người phản bội đó? Dạy dỗ bọn họ sao? Nghe câu hỏi này, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, sau đó cười gượng lắc đầu. Bây giờ, e là anh vẫn chưa có cách nào để đối phó với bọn họ. Vì sao chứ? Ngô Duyệt Vũ vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi chứng kiến uy thế ngút trời của Diệp Thiên trong trận chiến ở đảo Rồng, cô ấy đã có một nhận thức mới về Diệp Thiên. Cô ấy biết Diệp Thiên là một cao thủ tài giỏi, sát phạt, quyết đoán, chưa bao giờ dây dưa. Đối mặt với một kẻ phản bội, đáng lẽ anh sẽ không nhân nhượng mà quét sạch bọn họ mới đúng. Vì sao lại nói mình không có cách chứ? Câu trả lời của Diệp Thiên lại khiến cô ấy và Ngô Duyệt Tinh sững sờ. Bởi vì bây giờ anh không còn chút tu vi nào. Bầu không khí giữa ba người rơi vào im lặng trong thời gian ngắn. Một lúc sau, Ngô Duyệt Tinh mới kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Cô ấy không tin được Diệp Thiên há hốc miệng. Em không còn tu vi nữa sao? Cho nên lúc trước ở thôn Vượng Trúc. Không đợi cô ấy nói xong, Diệp Thiên đã trịnh trọng gật đầu. Lúc trước anh sống lại bước ra khỏi ngôi mộ, sở dĩ anh bảo Harley Insert cút đi là vì anh hoàn toàn không thể làm gì được bà ta. Sau khi sống lại, mặc dù các chức năng trên cơ thể anh đều đã hồi phục bình thường, nhưng lại không thể sánh bằng anh của quá khứ. Bất kể là sức mạnh tinh thần, phệ thiên huyền lực hay phệ thiên thần thể, anh đều đã mất hết tất cả. Lúc này đây, anh chỉ là một thanh niên có tố chất cơ thể mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, hoàn toàn không thể sử dụng được sức mạnh của trước kia. Nếu không phải như vậy, với tính cách của anh đã giết chết Harley Insert từ lâu, làm sao có thể thả bà ta đi được chứ? Tiểu Thiên, em... Ngô Duyệt Tinh vô cùng lo lắng nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên từng là người đứng đầu thế giới ở trên cao, nhìn xuống chúng sinh. Vậy mà bây giờ anh đã mất đi sức mạnh. Mặc dù được sống lại, nhưng là trở thành một người bình thường. Sự chênh lệch to lớn này khiến cô ấy lo rằng Diệp Thiên sẽ không chịu nổi cú sốc nặng như vậy. Ngô Duyệt Vũ cũng không nhịn được ôm chặt cánh tay Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, sức mạnh của anh mất hết rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên trầm tĩnh, không hề có sự bất mát và hoảng loạn khi mất đi sức mạnh, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Đối với anh mà nói, ngay cả cái chết anh cũng đã đối mặt, chỉ là mất đi sức mạnh thì chẳng có gì to tát. Thay vì nói mất đi sức mạnh, đúng hơn là sức mạnh của anh đã bị phong ấn. Anh vừa nói vừa đưa tay lên, mở rộng bàn tay ra. Hai cô gái nhìn vào trong đó, giữa lòng bàn tay Diệp Thiên có một ấn ký kỳ lạ hình vuông. Ấn ký này có tổng cộng 4 hàng, mỗi hàng đều có 4 chữ viết cực kỳ nhỏ, nhưng lại không phải chữ Hán mà bọn họ quen thuộc, cũng không phải chữ viết phương Tây. Ngược lại toát ra luồng khí tức cổ xưa mà bí ẩn, giống như một chuỗi mật mã bí ẩn nào đó. Anh nói thứ đó đã phong ấn sức mạnh của anh sao? Hai cô gái nhìn Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Không sai. Diệp Thiên gật đầu. Khi anh tỉnh dậy ở trong mộ, ngay khi phát hiện ra Harley Insert, anh đã muốn điều động sức mạnh giết chết bà ta. Nhưng khoảnh khắc đó, anh cũng phát hiện sức mạnh của mình hoàn toàn không thể điều động. Có một cấm chế cực kỳ mạnh mẽ đang phong tỏa sức mạnh của anh, biến anh thành một người hoàn toàn bình thường. Cấm chế đó lại đến từ ấn ký trên lòng bàn tay của anh. Nói cách khác, đây là phong ấn đến từ trái đất. Năm xưa, anh từng tự phong ấn sức mạnh của mình để tìm kiếm cách đột phá cảnh giới, hóa thân thành một người bình thường đi trải nghiệm mọi chuyện trên thế gian, tìm kiếm bước ngoặt đột phá chướng ngại.
nhưng tình hình lúc đó lại khác với bây giờ. Anh có thể cảm nhận được ba loại sức mạnh tinh thần, chân lực, xác thịt của mình bị hòa lẫn vào nhau, tất cả bị phong ấn ở sâu trong cơ thể anh. Nếu muốn sử dụng lại thì cần phải phá được lớp xiềng xích này, cũng có nghĩa là phải tìm được cách phá giải phong ấn này. Anh có một dự cảm, đây là nan đề mà ý thức của trái đất cố tình để lại cho anh sau khi ban cho anh sinh mệnh mới, hoặc nói cách khác là một thử thách. Khi anh vượt qua được thử thách này, không những có thể lấy lại được sức mạnh thuộc về mình, mà còn có khả năng sẽ có thu hoạch không thể ngờ tới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thiên nắm tay lại, dấu ấn ký đi, ánh mắt nhìn về hướng thủ đô. Có lẽ ông ấy có thể cho mình đáp án. Khi Diệp Thiên quay về thủ đô, cả nhà họ Diệp và nhà họ Hoa đều rơi vào trong kinh ngạc tột độ. Diệp Thiên chết là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Mọi người đích thân chôn cất. Hai cô gái Thiêu Văn Nguyệt và Yến Khinh Vũ còn canh mộ anh tròn một tháng, sau đó mới quyến luyến rời đi. Không một ai ngờ Diệp Thiên đã chết hai tháng nay lại xuất hiện ở thủ đô. Chỉ là bây giờ ở nhà họ Diệp, Diệp Vân Long, Diệp Tinh và Thi Tú Vân đều không thấy đâu. Chỉ có một mình Diệp Sơn trấn thủ nhà họ Diệp. Sau khi nghe Diệp Thiên mô tả, Diệp Sơn mới bừng tỉnh. Ý chí của trái đất ban cho cháu sinh mệnh lần nữa, chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Ông ta cảm khán, không kìm nén được niềm vui trong lòng. Dù nói thế nào, Tiểu Thiên, cháu có thể quay về thì thật tốt quá rồi. Vâng. Đối mặt với Diệp Sơn, Diệp Thiên gật đầu, sự lạnh nhạt trong mắt lúc trước đã giảm bớt. Anh biết, trên đời này có vài thứ dù thế nào cũng không thể cắt đứt. Trải qua chuyện sinh tử lần này, sự thù địch và oán hận của anh đối với Diệp Sơn cũng giảm đi rất nhiều. Tiểu Ảnh sao rồi ạ? Thi Mạc đã cứu được cô ấy chưa? Nghe Diệp Thiên hỏi, Diệp Sơn khẽ gật đầu. Hai tháng nay, Thi Mạc tiền bối không hề ngơi nghỉ, liên tục thi triển tứ tượng chuyển luân quyết, lấy dược lực trong hoa bạch ám. Bây giờ linh hồn của Tiểu Ảnh đã hồi phục, chỉ là cần một ít thời gian tĩnh dưỡng. Qua vài ngày nữa, có lẽ con bé sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó thăm cô ấy. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Lúc trước tôi mất đi sự sống, hạt mầm tâm hỏa để lại trong người chín trưởng lão, chín trưởng thẩm phán và Bạch Phá Thiên cũng dập tắt. Sau đó bọn họ đã phản bội rời khỏi điện đế vương, có đúng không? Đúng. Diệp Sơn gật đầu. Một tháng rưỡi trước, chín hồi pháp của điện đế vương đã rời khỏi nhà họ Diệp, quay về Tây Âu, lấy danh nghĩa viện trọng tài tái xuất giang hồ. Bạch Phá Thiên cũng đã quay về đảo rồng. Ông ta triệu tập những thành viên cũ xây dựng lại Long Trì, sau đó bắt đầu công khai chiêu mộ cao thủ trên toàn thế giới. Bây giờ Long Trì đã vượt qua điện đế vương, đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng liên minh thế giới. Hơn nữa, bởi vì sức ảnh hưởng của Bạch Phá Thiên, nhiều cao thủ cảnh giới hoàng cấp truyền thuyết trên thế giới đều đầu quân dưới trướng Long Trì. Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp. Long Trì như mặt trời ban trưa, trong hai tháng qua gần như đã áp đảo tất cả thế lực đỉnh cao trên thế giới hiện nay, không một ai địch nổi. Bọn họ thôn tính hơn 50 môn phái lớn nhỏ, phạm vi thế lực trải rộng khắp 4 châu Á, Phi, Mỹ, Âu. Dưới uy lực to lớn của bọn họ, nước lớn hàng đầu như thế giới như Hợp Trung Quốc cũng chủ động hợp tác với bọn họ, bắt đầu áp chế Hoa Hạ chúng ta về hai mặt chính trị và võ thuật. Ngày nay, trên khắp Hoa Hạ, không có bất cứ thế lực võ thuật nào có thể đối địch với Long Trì. Ngay cả Liên minh võ thuật cũng liên tục lùi bước trước sự áp bức của bọn họ. Giới võ thuật Hoa Hạ gần như đã bị đè ép không ngóc đầu lên nổi. Diệp Thiên dựa vào ghế ngồi, yên lặng lắng nghe, vẻ mặt không có biến hóa gì nhiều. Đương nhiên, anh biết vì sao hiện nay Long Trì lại lớn mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Hợp Trung Quốc cũng chủ động hợp tác với bọn họ. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là anh. Lần trước ở đảo Rồng, anh ngang nhiên giết chết nhiều cao thủ cảnh giới sử thi, bao gồm Matei Loner, Huyết Tổ, Lang Tổ, được cánh truyền thông trên thế giới phát sóng công khai. Sức chiến đấu của mỗi một người trong số họ đều vượt qua Bạch Phá Thiên, nhưng tất cả lại bị anh giết sạch trong trận chiến đó.
Trên thế giới hiện nay, tin tức về cái chết của anh đã lan truyền khắp thiên hạ. Rừng không có hổ, đương nhiên khỉ sẽ xưng vương. Những cao thủ có thể chiến thắng Bạch Phá Thiên hầu như đã bị anh giết chết. Bây giờ võ giả trên thế giới sẽ xem Bạch Phá Thiên là người dẫn đầu, có thể gọi là nhiều người ủng hộ, ai dám bất kính chứ. Trước đó không lâu, chiến trưởng lão thẩm phán cũng đã gia nhập Long Trì, hợp tác với Bạch Phá Thiên, bắt đầu thâm nhập giới võ thuật Hoa Hạ. Bây giờ Long Hoàng và Đại sư Trí Đức dẫn theo cao thủ của Liên minh Võ Thuật trấn thủ biên giới Hoa Hạ, chống lại sự xâm lược của cao thủ Long Trì, nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Vì tình hình bất ổn nên Vân Long, Tú Vân và Tinh Nhi đều đến đảo Thùy Điếu, nơi giao tranh và xung đột kịch liệt nhất, đại diện Điện Đế Vương hỗ trợ cho Liên minh Võ Thuật. Có mấy đứa thì Tú Vân gia nhập, áp lực của Liên minh Võ Thuật giảm thiểu đi rất nhiều. Nhưng đó là dưới tình huống Bạch Phá Thiên chưa ra tay. Nếu Bạch Phá Thiên ra tay, e rằng bọn họ cũng sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Nói đến đây, Diệp Sơn nhìn sang Diệp Thiên. May là cháu đã trở về, chỉ một Long Trì thì hoàn toàn không có gì phải sợ. Với câu nói của Diệp Sơn, Diệp Thiên không trả lời, chỉ sờ cằm. Đảo Thùy Điếu sao? Nếu đổi lại là trước kia, anh chắc chắn sẽ lo lắng, không yên mà chạy đến đảo Thùy Điếu, giết chết tất cả đội quân Long Trì ngay lập tức. Nhưng giờ đây tu vi của anh đã bị phong ấn, hoàn toàn không làm được gì, ngược lại trông bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi sẽ giải quyết chuyện Long Trì, nhưng bây giờ tôi có chuyện rất gấp cần bàn với Thi Mạc. Không giải được phù ấn kỳ quái trên lòng bàn tay anh thì đừng nói là con quái vật như Long Trì. Cho dù là một võ giả có chút nội lực thôi cũng khiến anh không thể chống đỡ nổi rồi. Ở sân nhà họ Hoa, Thi Mạc ngồi xếp bằng trong đình nghỉ mát Bát Giác, trông chừng Hoa Lùng Ảnh đang ngủ say. Từ sau khi Diệp Thiên chết đi, ông ta không rời khỏi đình nghỉ mát này nửa bước. Hoa Lùng Ảnh được Diệp Thiên gửi gắm cho ông ta vào giờ phút lâm chung, thì cho dù trời có sụp xuống, ông ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Diệp Thiên. Giây lát sau, vẻ mặt bình lặng như giếng cổ của ông ta bỗng thay đổi, không tin nổi mà mở bừng mắt ra. Bởi vì ông ta phát hiện khí tức của Diệp Thiên. Ngay khi ông ta mở mắt ra, Diệp Thiên đang đi vào từ cổng lớn của sân nhà, đứng ở trước mặt ông ta. Đây chính là phúc trạch của đứa con sao trời sao? Trong đình nghỉ mát, Diệp Thiên và Thi Mạc ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Thi Mạc không ngừng thán phục. Mặc dù ông ta biết đứa con sao trời là một sự tồn tại đặc biệt do ngôi sao ngưng tụ tinh hoa mà sinh ra, nhưng ông ta không ngờ đứa con sao trời lại có thể hồi sinh, có được sinh mạng mới. Diệp Thiên dời mắt khỏi gương mặt vô cùng mịn màng của Hoa Lồng Ảnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Tôi đến tìm ông còn có một chuyện quan trọng cần hỏi. Ông có biết đây là gì không? Nói đến đây, Diệp Thiên chậm rãi xòe tay ra, đặt thẳng đứng trước mặt Thi Mạc. Thi Mạc nheo mắt lại, nhìn ấn ký hình vuông giữa lòng bàn tay của Diệp Thiên. Ánh mắt ông ta hơi khựng lại. Tiếp đó vẻ mặt ông ta bỗng thay đổi rất lớn. Lẽ nào đây là mật mã bí ẩn trong truyền thuyết sao? Diệp Thiên nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên nghi hoặc. Mật mã bí ẩn sao? Đó là gì chứ? Thi Mạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Diệp Thiên, hai mắt hơi nheo lại, sau nhiều lần xác nhận mới kinh ngạc gật đầu. Không sai, đây chính là mật mã bí ẩn mà Thi Chiến Thiên, anh họ tôi, từng nói với tôi. Lúc bước lên con đường thành tiên, ông ấy đã nhìn thấy nó. Cái này giống hệt với những gì ông ấy miêu tả trước khi mất. Ông ta kích động đứng dậy, giọng nói run rẩy. Mật mã bí ẩn này đại diện cho điều huyền bí nhất của trái đất. Nếu ông ấy đoán không sai, thì mật mã bí ẩn này chính là chìa khóa để mở tinh thể nhân trái đất. Nói cách khác, nếu cậu khởi động được nó thì có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với một ngôi sao. Vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt Diệp Thiên hoàn toàn cứng đờ, khó tin nhìn ấn ký xa xưa khó hiểu trong lòng bàn tay mình. Đúng lúc này, ấn ký màu xám vốn ảm đạm bỗng bắt đầu nóng lên. Một luồng sáng mãnh liệt cuộn trào tỏa ra từ lòng bàn tay anh. Trong thoáng chốc, con ngươi Diệp Thiên co rút lại, thời gian như dừng lại vào giây phút này. Trước mắt, Diệp Thiên không còn là sân nhà họ Hoa nữa, mà biến thành một không gian bao la rộng lớn, mây sao đầy trời. Đó là vũ trụ.
Hai mắt Diệp Thiên đan lại, xung quanh anh chỉ nhìn thấy những vì sao lấp lánh, hình thành nên dải ngân hà vô tận, rực rỡ, tráng lệ đến lạ thường. Và trong dải ngân hà vô tận này, anh nhìn vào bản thân lại phát hiện ra nơi mà anh đang đứng chính là vị trí của trái đất. Mình chính là trái đất sao? Anh khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong đầu anh lại lóe lên vô số cảnh tượng. Đó là quá trình trái đất từ thế giới nguyên sơ bắt đầu biến hóa đến ngày nay, sản sinh ra các sinh mạng đầu tiên, các động thực vật đầu tiên. Giống như những thước phim đang quay nhanh trước mắt Diệp Thiên, cảnh tượng nào cũng đều là những nơi, những chuyện mà anh đã từng trải qua. Không biết mất bao lâu, Diệp Thiên mới hoàn hồn trong tiếng gọi của Thi Mạc. Những cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa trở về thực tại. Cậu bị sao thế? Thi Mạc tò mò hỏi. Diệp Thiên sờ lên dấu ấn ký trong lòng bàn tay còn đang tỏa ra hơi nóng bỏng, trong mắt mang chút sao động. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy vũ trụ, hơn nữa còn nhìn với góc độ của trái đất. Không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy cả quá trình trái đất biến đổi từ cổ chí kim. Hình như là trái đất đang truyền đến cho tôi một thông tin nào đó. Anh từ từ đứng dậy, hoạt động cơ thể. Anh có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay có một luồng sức mạnh lớn chưa từng có, đang dần dần tỏa ra từ dấu ấn ký hình vuông này, từng bước xâm nhập vào tứ chi của cơ thể, rồi vào trong cả thần phủ của anh. Tuy tốc độ này vô cùng chậm chạp, nhưng Diệp Thiên lại có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh lan tỏa qua dấu ấn so với sức mạnh trước đây của anh. Cho dù là phệ thiên huyền lực, sức mạnh tinh thần hay sức mạnh thể xác đều càng thêm thuần khiết hơn, như thể đang chuyển biến thành một hệ thống sức mạnh khác. Dấu ấn này đã lỏng lẻo rồi sao? Diệp Thiên cảm nhận được sức mạnh đang dần dần trở lại vào trong cơ thể, biểu cảm của anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Muốn làm một số chuyện, chỉ có mỗi niềm tin thì tuyệt đối không đủ, còn phải có sức mạnh thống trị tất cả mới có thể chế ngự càn khôn. Chỉ cần sức mạnh của anh có thể khôi phục thì long trì gì đó căn bản chỉ là hữu danh vô thực, không đáng nhắc đến. Ký hiệu thần bí này cậu tìm được cách giải chưa? Cảm nhận được vẻ kỳ lạ của Diệp Thiên, Thi Mạc hỏi với vẻ nghi hoặc. Phương pháp thì tạm thời chưa tìm được. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó khóe miệng anh nhếch lên nụ cười tự tin. Nhưng tôi nghĩ để giải nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ít nhất nó đã bắt đầu trả lại sức mạnh cho tôi rồi. Không còn bao lâu nữa, sức mạnh của tôi sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Khi nghe thấy câu nói của Diệp Thiên, sắc mặt Thi Mạc trở nên vui mừng. Nếu như vậy thì quá tuyệt vời. Tôi nghe Tiểu Vân nói, thời cục thế đạo dạo này đang biến động. Sau khi truyền ra thông tin cậu đã chết, gia tộc lớn Long Trì Tác Oai Tác Quái ở bốn châu lớn đã dấy lên dã tâm của giới võ thuật ở các nước trên thế giới. Bây giờ cậu trở về, đúng lúc có thể dập tắt khí thế của bọn họ. Diệp Thiên gật đầu, trong mắt anh lóe lên vẻ sắc lạnh. Việc của Thiên Luân đã xong. Lần này tái sinh sống lại, tôi vốn muốn được một thảnh thơi một thời gian. Nhưng nếu có phản đồ cần tôi đi tiêu diệt, vậy thì tôi sẽ không từ chối đâu. Mọi hành động của Bạch Phá Thiên và chính vị trưởng thẩm phán, Diệp Thiên có thể hiểu được. Nhưng thông cảm là một chuyện, đối với Điện Đế Vương mà nói thì đó là phản bội. Anh tuyệt đối sẽ không nhân từ với những kẻ phản bội. Và khi anh đang chuẩn bị đi về phía đảo Thùy Điểu để hội tụ với mọi người, thì Thi Tú Vân, Diệp Sơn lại mang đến một tin tức khiến anh lập tức thay đổi suy nghĩ. Tập đoàn Long Chúng chuẩn bị cướp sản nghiệp của tập đoàn Lăng Thiên ở Cảng Đảo sao? Cảng Đảo sao? Khi Diệp Thiên nghe thấy thông tin này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy vô lý đến kỳ lạ. Tập đoàn Lăng Thiên từ khi anh có chủ trương nghiên cứu vài loại thực phẩm chức năng có hiệu quả cao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên đứng đầu, ngồi vững ngôi vị là tập đoàn lớn nhất. Nguồn tài sản có thể nói là sánh ngang với tài sản của cả một đất nước, vượt xa so với các tập đoàn đứng thứ hai, thứ ba. Cho dù sau khi anh chết đi, tập đoàn Lăng Thiên vẫn tiếp tục huy hoàng dưới sự dẫn dắt của Ngô Quảng Phú.
Làm sao có chuyện một tập đoàn long chủng không có tiếng tăm lại có thể làm nó lung lay được chứ? Lại tại sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên tập đoàn Long Chủng nhỉ? Trong biệt thự nhà họ Hoa, Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Sơn, nói với vẻ thắc mắc. Tập đoàn Long Chủng vừa mới thành lập được một tháng gần đây. Chỉ nghe thấy Diệp Sơn giải thích, phía sau tập đoàn Long Chủng có tập kết hơn 50 công ty niêm yết trong số 500 công ty lớn nhất hiện nay. Thêm vào được Hợp Chủng Quốc và Long Trì đứng sau, đích thân thúc đẩy, thực lực có thể nói là vô cùng đáng sợ. Và bọn họ thành lập tập đoàn Long Chủng chính là để đối đầu với tập đoàn Lăng Thiên. Trong thời gian gần một tháng, tập đoàn Long Chủng không biết từ đâu lấy được công thức thực phẩm chức năng của nội bộ tập đoàn Lăng Thiên, sản xuất ra rất nhiều thực phẩm chức năng giống hệt như của tập đoàn Lăng Thiên. Hiệu quả tuy kém hơn rất nhiều so với loại do tập đoàn Lăng Thiên bào chế, nhưng bọn họ lại định mức giá rẻ hơn rất nhiều. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường của tập đoàn Lăng Thiên, khiến thị phần của tập đoàn Lăng Thiên giảm mạnh trong một tháng gần đây. Và đúng hôm nay, tập đoàn Long Chủng tuyên bố sẽ đàm phán với người phụ trách của tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh Cảng Đảo, với ý đồ hợp nhất toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Lăng Thiên ở Cảng Đảo, Hợp Chủng Quốc và Long Trì sao? Diệp Thiên nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ. Tập đoàn Lăng Thiên vì được anh nghiên cứu ra các loại thực phẩm chức năng như viên kéo dài tuổi thọ, đã nổi tiếng toàn thế giới, kiếm được số tiền không thể tưởng tượng nổi. Sớm đã bị vô số doanh nghiệp, thậm chí là một số đất nước ghen tị, không ít người muốn kiếm chắc chút ít trong đó. Nhưng vì e ngại thực lực và sức ảnh hưởng của anh, khi anh còn sống, những người này tuy có ý đồ đó, nhưng lại không một ai dám hành động. Bọn họ biết việc đó sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Nhưng sau khi anh chết đi, miếng bánh lớn tập đoàn Lăng Thiên này coi như không có ai quản lý. Khi không còn thế lực nào uy hiếp, đương nhiên các ông lớn có dạ tâm sẽ muốn chiếm lấy nó. Còn trụ sở của tập đoàn Lăng Thiên tuy đặt ở thủ đô, nhưng nơi mà qua lại với quốc tế nhiều nhất lại là Cảng Đảo. Ở đó là đô thị quốc tế, cũng là trung tâm giao lưu, thương mại, kinh tế của nhiều quốc gia. Tập đoàn Long Chủng chọn ra tay với tập đoàn Lăng Thiên từ đây chính là muốn nuốt chửng nơi có địa vị chiến lược thực thương mại quan trọng nhất của tập đoàn Lăng Thiên, sau đó dần dần nuốt trọn cả tập đoàn Lăng Thiên, cuối cùng khai thác toàn bộ một cách triệt để.